Ôi, xin chào anh em. Nay thì mình giới thiệu anh em một con dao dạng EDC hay là dao Hunter dạng nhỏ cũng được. Sử dụng lưỡi thép N690, tôi ram nitơ lỏng phía bên xưởng Bùi Thanh Nam. Về thì mình có hoàn thiện khâu đồng Mikata và gỗ da rắn. Nhưng mà mình thì không thích có vân lắm nên là mình chọn những cái khu vùng vân nó nhẹ nhàng chút để có thể tôn được cái dáng dao cũng như là phần chính là phần lưỡi dao. Phía sau này thì sử dụng mosaic pin để trang trí, cũng như anh em có thể xỏ dây vào đây để cho đẹp. Đây, mình sẽ cắt gọt nhé. Đấy. Về tổng thể của lưỡi dao, dao dài 18 cm, độ dày ở đây là 3,5 mm, rộng 22. Đây là bao da bò cực kỳ dày dặn. Anh em có thể nghe thì tiếng rất là cứng. Đây, lúc cho vào nhé. Đấy, vẫn có một cái độ giữ, độ khực của nó. Đấy, anh em không bao giờ lo rơi. Phần này anh em có thể đeo thắt lưng, nhưng mà con này ngắn thì như mình thì mình thường bỏ túi thôi.